Xin kính chào toàn thể quý vị đã đến với kênh của Đồ Gỗ Kinh Bắc bên chúng em nhé. Và hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2023. Hôm nay thì ở Kinh Bắc bên em xin giới thiệu đến toàn thể các bác đang theo dõi ở trên màn hình về một bộ đôi sản phẩm trang trí trong không gian phòng khách. Đó là một cây đồng hồ tứ trụ vát với kích thước cao từ chân lên đỉnh là 2m30 và chân đế là rộng 95. Kèm theo đó là một sản phẩm tủ rượu góc 60, kích thước cao từ chân lên đỉnh là 2m15. Và cả hai sản phẩm thì đều được anh em sản xuất từ chất cây, đó là gỗ hương đá Lam Phi. Và để đi vào chi tiết sản phẩm thì bên em xin giới thiệu đầu tiên là về cây đồng hồ tứ trụ vát với kích thước cao từ chân lên đỉnh là cao là 2m30. Toàn bộ cột trụ thì được bên em làm là cột trụ liền và hai bên hồi thì được làm là hồi liền tấm, hàng trọn gỗ trọn vân. Và với những cái sản phẩm đồng hồ của bên em ấy thì đều thiết kế là hai cánh ở hai bên này anh chị này. Đó, hai cánh ở hai bên. Và với những cái sản phẩm làm hai cánh hai bên như này thì anh chị dùng rất là yên tâm về cái độ thẩm mỹ đó. Và khi mà anh chị mà muốn nâng cấp lên bộ máy cơ ấy thì cái sản phẩm lắp hai cánh ở trên này thì nó mới đảm bảo được cái tiêu chí để lắp máy cơ. Và bộ sản phẩm này thì được bên em mà trang bị bộ phụ kiện đồng. Đây là phần diện mặt đấy ạ. Trang bị là một bộ phụ kiện đồng giả cổ với toàn bộ các phần số này là số là men sứ cao cấp. Đó, từ số 1 cho đến số 12 này, toàn bộ là men sứ cao cấp và với những cái họa tiết đồng thì được dập nổi. Và bên em thì nhập cái loại phụ kiện thì từ một cái công ty được gia công cái phần đồng rất là dày, và khi mà dập nổi những cái họa tiết này thì các bác nhìn thấy ạ, nó rất là đẹp luôn. Và cái phần chân bệ này thì với kích thước chiều ngang là 95, sâu 42, và những cái đường chỉ phào này thì cũng được bên em làm cực kỳ dày luôn này các bác này. Đó, rất là dày. Và cây đồng hồ này thì bên em đã bán và chuẩn bị bàn giao về với khu vực Lạng Giang của tỉnh Bắc Giang đó. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì có một bác khách hàng đã về trực tiếp để ký duyệt một bộ đôi sản phẩm trang trí vào không gian phòng khách, đó là một cây đồng hồ và một chiếc tủ góc 60. Và tiếp theo là chiếc tủ góc 60 này thì có kích thước cao từ chân lên đỉnh là cao là 2m15, góc là góc 60. Và thiết kế thì sẽ bao gồm là hai cục cục trên này thì là phần cục kính này các bác ạ. Và bên trong phần cục kính thì bên em sẽ thiết kế gồm có hai đợt, và toàn bộ cái phần gương ấy, gương hậu thì đều được bên em làm để tăng độ phản chiếu, cũng như ở bên trên thì sẽ đắp cho các bác là một chiếc đèn. Đó, và phần khung cánh này thì được làm rất là dày với độ dày là 4 phân. Khung cánh dày 4, và bên ngoài thì có lắp là một chiếc tay lắm đồng và một chiếc khóa Việt tiệp. Và bộ đôi sản phẩm thì đều được bên em sản xuất từ cây gỗ, đó là gỗ hương đá Lam Phi, một trong những cái dòng gỗ có độ bền và tính ổn định nó rất là cao. Và bên dưới này thì bên em đục cảnh, đó là cảnh mai điểu, tùng hạc và trúc trích. Toàn bộ các cái phần ván đục thì được đục trên cái nền ván dày là 3 phân. Chân bệ này ạ, đục hoa đào tây, rất là đẹp luôn. Và chiếc tủ rượu góc 60, hàng đục tay kỹ với chất liệu là gỗ hương đá Lam Phi, hàng khung cánh dày 4 phân thì cơ sở bên em đang chào bán với mức giá là 15 triệu đồng. Và một cái sản phẩm đồng hồ tứ trụ lắp phụ kiện đồng cao là 2m3, chân đế là rộng 95 thì bên em đang chào bán với mức giá chỉ là 13 triệu đồng. Đó, hàng phụ kiện đồng nhá. Đó, toàn bộ cột liền, hồi liền và chân đế là rộng 95, sâu 42, được hoàn thiện rất là kỹ như này thì bên em đang chào bán với mức giá của một cái đồng hồ là 13 triệu đồng, và cái sản phẩm tủ góc 60 thì có mức giá là 15 triệu. Và các bác mà muốn sở hữu hoặc là muốn đặt mua thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Kinh Bắc bên chúng em qua số hotline đó là 0868 8240. Và cơ sở bên em thì có địa chỉ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác ở gần thì có thể qua trực tiếp. Và clip ngày hôm nay thì cơ sở đồ gỗ Kinh Bắc bên chúng em cũng xin phép là được khép lại tại đây, và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video clip giới thiệu những cái sản phẩm tiếp theo.